Hello, chào quý anh chị đã đến với kênh Ichimoku Việt Nam. Em là An Thánh ITV, thành viên của ITV Club. Hiện tại em đang hỗ trợ cho quý anh chị trong cái clip về cổ phiếu cà phê sáng hàng ngày của anh chị ha. Với trong ngôn của chúng ta là tư vấn hôm nay, vị thế trong tay. An Thánh ITV xin cảm ơn quý anh chị đã đồng hành và theo dõi cũng như là ủng hộ cho An Thánh những cái những sự sẻ chia cũng như những khó khăn trong quá trình mình đầu tư chứng khoán anh chị ha. Bên cạnh đó, trong quá trình đầu tư chứng khoán mà anh chị cảm thấy chưa có lợi nhuận cao hoặc là chưa có những cổ phiếu có vị thế đẹp thì An Thánh ITP cũng như là đội ngũ ITP Group sẽ hỗ trợ cho anh chị những cái cổ phiếu mà có điểm mua và những cái vùng mà anh chị có thể tham gia được và cái kế hoạch mình đầu tư cho năm 2023 anh chị ha. Trong buổi sáng hôm nay thì em cũng xin giới thiệu với anh chị đến năm cổ phiếu nha anh chị, năm cổ phiếu. Và trong quá trình theo dõi clip á, mong quý anh chị là hãy để lại cho em một like, một subscribe và cũng như là những cái quả tim màu xanh, màu tím anh chị ha, để ủng hộ tinh thần cho em mà cũng như là ủng hộ cho kênh ITB Club cũng như là Ichimoku Việt Nam ngày càng phát triển và được mọi người đón nhận nhiệt tình hơn. Vâng, bây giờ em cũng xin phép ạ, bắt đầu ạ. Trong ngày 24 ngày 24 tháng 8 chị ha, thì đây là có 11 cổ phiếu chị ha, có một cổ phiếu thì hiện tại bên cổ phiếu thép thì có là Nam Kim anh chị ha. Nam Kim thì ngày hôm qua thì đã kết phiên tại 17.9 anh chị, 17.9 nó rất là gần vùng hỗ trợ tại 17.2 và 17.6 anh chị ạ. Trong buổi sáng hôm nay, nếu cổ phiếu Nam Kim á mà nó vừa được cái vùng hỗ trợ là từ 17.6 đến 17.2 á, anh thị có thể mở mua một phần anh chị ha, mở mua một phần ở vị trí này rồi đón lấy cơ hội anh chị ha. Trong quá trình cổ phiếu này nó vận động á thì hiện tại đâu đó thì nó sẽ có vùng hồi phục là 18.7 anh chị ha. Nếu anh chị mua vùng này mình sẽ bán ở vùng 17.2 đến 18.7 cũng đâu đó là gần 8% anh chị ha, 8% lợi nhuận anh chị ạ. Thì mua một phần anh chị ha, rồi mình chờ hàng về mình có thể cân nhắc thêm. Trong một trường hợp mà cổ phiếu thị trường nó có những cái phiên giảm điểm, phiên giảm điểm nó phá vỡ vùng hỗ trợ này anh chị ạ, với vùng hỗ trợ này thì anh chị có thể mua thêm nữa một đoạn ở đây để anh chị sẽ có một cái mẫu hình hình tam giác ở đây chị ha, đỡ mình có cái lợi nhuận đi lên, có nghĩa là mình sẽ hạ được giá vốn chị ha, cả hai vốn. Ok, đây là cổ phiếu Nam Kim nha quý anh chị. Tiếp tục là cổ phiếu HSG. HSG như vận động của thị trường chung á, rồi trong phiên thứ sáu ngày 18 á, có một phiên bán ra rất là mạnh mẽ anh chị thấy không, một cây nến rất là to còn hơn 26 27 triệu cổ phiếu, sau đó là tiếp tục đà giảm 3 phiên hôm nay. Và hiện tại theo phân tích đánh giá thì hiện tại HSG nhiều anh chị dự đoán là cổ phiếu HSG vol đã giảm anh chị ha, gọi là cạn vol anh chị ạ, cạn vol. Cạn vol là sao chị, có nghĩa là nếu mình lấy cái đường EMA, EMA đây, mình lấy trung bình 20 nến anh chị ha. Đấy, anh thấy trung bình 20 phiên thì nó đang rất là lực bán rất yếu anh chị ha. Thì nghĩa là khi mà cổ phiếu này mà nó tiếp tục nó vừa cái vùng hỗ trợ phía dưới là tầm 17.6 cho đến 13 17.3. Đây là vùng mở mua tương đối an toàn của anh chị ha. Và phía trên á, phía trên đang có một cái trạng thái khách sạn mở ra của anh chị ha, cũng là một cái mô hình tam giác chị ạ. Đấy, thì cái biên lợi nhuận của nó có thể ước đạt là khoảng 9% chị ha, 9% cho cổ phiếu HSG anh chị ha. Đấy, cổ phiếu tuy là cà phê thôi nhưng mà rất là tốt anh chị ha. Khi mà cổ phiếu này nó vận động có thể là lên được vùng 20, có thể là nắm giữ lâu dài anh chị ạ. Đây là một cổ phiếu rất là tiềm năng. Vừa rồi hôm thứ ba là có giảm điểm và có một cái phiên quét vào vùng hỗ trợ, nhưng vùng này thì thực sự ra mình nói đây không biết anh chị có quan tâm hay không, nếu có quan tâm có thể chọn những vùng mua rất là đẹp anh chị ha. Đây, nó vừa đi mua rất là đẹp anh chị.
tầm 17.8 cho đến 17.6. Dạ, điểm mua khá thuận lợi cho nhiều anh chị nhà đầu tư tham gia. Rồi, tiếp tục ha anh chị ha, bên cổ phiếu thép thì ngoài HSG Nam Kim còn có một cổ phiếu nữa là HBG anh chị ạ. HBG là cổ phiếu Hòa Phát và cổ phiếu quốc dân luôn anh chị. Thì cổ phiếu Hòa Phát cũng giống của HSG là nó sẽ có một cái đám mây đỡ anh chị ha. Anh chị nhìn chung ba ba cái cổ phiếu đã có một đám mây đỡ. Và hiện tại á, vừa qua là HSG đã vừa là 25.1, giá hơi thấp anh chị ha, giá rất thấp anh chị rồi anh chị ạ. Nhưng mà trong hoạt động thị trường anh chị ạ, khi mà thị trường giảm điểm á, thì những cổ phiếu này nó sẽ sự giảm điểm, nó phải thể giảm điểm mà dĩ nhiên nó sẽ vừa cái vùng mua đấy, vừa vùng mua là khi nó vừa vùng 24.7 anh chị mở mua một phần anh chị ha. Mà nếu vừa được 24.5 anh chị mở mua thì nắm giữ em anh chị ha. Khi mà anh chị mà mua được tại vùng giá tốt như này rồi á, thì anh chị canh chốt lãi tại 26.8 cũng tương đương là gần 9% với anh chị ạ, gần 9% lợi nhuận anh chị ha. Dạ, đây là một cái tín hiệu rất là tích cực cho quý anh chị đang yêu mến dòng thép và cũng như là có mong muốn có những cổ phiếu tốt trong thị trường trong thời gian từ đây đến hết tháng 8 và sẽ có một cái cổ phiếu đẹp trong cái danh mục của mình cho đến năm 2023. Tiếp tục là cổ phiếu FPS anh chị ha. FPS là của mạng chứng khoán anh chị. Dạ, mạng chứng khoán, ok quý anh chị ha. FPS thì vừa qua cũng có một cái phiên ngày 18 tháng 8 là phiên bán rất là mạnh chị ạ, lực bán rất là mạnh. Đấy, nếu anh chị mua trên đây mà xuống đây là coi bao nhiêu phần trăm ha, cũng còn 13% anh chị ạ, 13%. Và khi anh chị vừa vùng này thì anh chị là không cắt lỗ được mà phải mua thêm vào để hệ giá vốn anh chị ha. Và trong quá trình vừa qua rồi á, thì thị trường đã có phiên giảm điểm và cổ phiếu này đã chạm cái vùng hỗ trợ, thủng của hỗ trợ anh chị ha, thủng của hỗ trợ tại 7.8, sau đó hồi phục lên anh chị ạ. Nên là khi quý anh chị mà tham gia vào thị trường á, anh chị chọn những cái cổ phiếu mà có điểm hỗ trợ, nó là một cái lợi thế anh chị. Khi mà nó thủng hỗ trợ là nó sẽ hồi phục lên đấy, nó hồi phục lên đấy, nên là cơ hội để mình chiến thắng ở thị trường là rất là lớn. Còn mình khi mình mua cổ phiếu mà nó chơi vơi phía trên anh chị, đấy, chơi vơi phía trên như này gọi là mình mua ngay cái vùng gần đỉnh này, áp đỉnh á, thì mình thấy phía trên á, đấy, rất là thông thoáng, không có rào cản anh chị ha. Phía trên rất là thông thoáng anh chị ha, không có rào cản hết. Nhưng mà một khi mà nó gãy hỗ trợ khi chun ngày là nó sẽ vừa với vùng hỗ trợ giao găm 65, nên đây là một cái tín hiệu đầu tư nó mình phải để ý anh chị ha. Nên FPS anh chị nào quan tâm vào chứng khoán có thể tham gia được trong giai đoạn hiện tại anh chị ha, mở mua một phần tại đây chơi giúp em ha. Khi mà cổ phiếu này nó đang trên đà hồi phục vì nó đã chạm phần vùng hỗ trợ rồi, nó sẽ đi lên thay vì nó đi xuống chị ha, nó sẽ có một bước đệm thay vì nó đi xuống như thế này. Đấy, nên là đây một cổ phiếu anh chị đáng đồng tiền bát gạo để đầu tư. Còn nếu mà chẳng may nó giảm nữa là sao, giảm nữa thì anh chị quan sát cho em vùng giá 7 anh chị ạ. Đây là vùng giá anh chị có ưu tiên nắm giữ anh chị ạ, có nghĩa là mình mua được giá 1 là giá tốt rồi. Nếu mà thị trường chung giảm điểm á, thì nó vừa dùng dây đáy 2 thì đây là một cái vùng mà đỡ cho anh chị tiếp tục giải ngân nắm giữ trong trung và dài hạn anh chị ha, và ngắn hạn cũng được. Ngắn hạn thì anh chị có thể là chờ đợi tại giá 9 chị bán cũng hơn 14% anh chị ạ. À, nếu anh chị mua vừa rồi anh chị mua giá 7.9, anh chị là bán ở giá 9 chấm hơn cũng đâm đó là cũng được 14% chị anh chị ha. Cái cỡ đó nữa là một cổ phiếu là KDH anh chị ạ. KDH là cổ phiếu của bên bất động sản đấy, đầu tư và nhà Khang Điền anh chị ha. Thì vừa qua cổ phiếu KDH nó giảm thì cũng giảm rất là mạnh quý chị ạ, giảm rất là mạnh. Đặc biệt á, là nó đã vừa cái vùng hỗ trợ, thậm chí vừa 32.9 chị, nhiều tư này cảm thấy rất là stress, rất là stress với cổ phiếu KDH. Và bản thân em cũng đã cho khách hàng mua ngay cái vùng hơi cao anh chị, hơi cao ngay vùng đây đấy, ngay cái vùng đây. Nhưng mà sau đó sau những cái phiên tăng điểm rồi nó giảm xuống đây thì thật sự rất là gọi là kinh doanh không lợi nhuận. Nhưng mà chính vùng này á, anh chị mở mua lại an toàn chị ạ, anh chị tham gia sâu thì đây là một cái vùng mở mua rất an toàn cho cổ phiếu AH. Nếu mà anh chị nắm giữ trong trung dài hạn NV30 nắm giữ rất là tuyệt vời. Còn trong giai đoạn hiện tại mình gọi là lướt sóng thì anh chị có thể quan tâm với những cái vùng mua là quanh giá 33 anh chị ha, 33 33. Còn trong quá trình vận động á,
thì nó sẽ có cái vùng hồi là 34.7 đấy, 30.7 anh thì bán ra đấy, xa hơn thì có thể hồi phục lên vùng đỉnh cũ là 37.3 anh chị ha, 37.3, nên là đây là một cổ phiếu vô vùng hỗ trợ anh chị ạ. Đấy, em kéo hết mức 37.9 ha, lợi nhuận bao nhiêu trăm ha, lợi nhuận hơn 13% anh chị ha. KNH đây là một cổ phiếu bất động sản anh chị ạ. Nếu cổ phiếu này mà nó tiếp tục duy trì đà tăng á, nó tiếp tục duy trì đà tăng và tích lũy á, thì đây là một cổ phiếu rất là khỏe anh chị ạ, rất là khỏe anh chị ạ, nó đi trong cái vùng hộp này rất là khỏe. Còn chẳng may cổ phiếu này mà nó giảm đi nữa thì sao anh chị ạ? Anh chị mua một phần thôi nhá, khi mà cổ phiếu này giảm đi một này anh chị mua giúp em, đây là cơ hội để mua. Đấy, mua giúp em à, đây là cơ hội giải ngân anh chị ạ, giải ngân và anh chị sẽ bán ra cũng quanh quanh với giá cũng quanh quanh với giá 35.5 chị ha. Đấy, lợi nhuận của đó là 10% anh chị, 10% của VKDH đấy. Còn nếu mà xe hơn thì anh chị có thấy không, xe hơn là nó lên 17, lợi nhuận rất là tốt, rất là tuyệt vời anh chị ha. Anh chị có thể quan tâm và cũng như là theo dõi em ha. Rồi trong buổi sáng nay em cũng đã hỗ trợ với anh chị 5 cổ phiếu và hy vọng sẽ giúp ích được cũng như hỗ trợ cho anh được nhưng trong cái việc đầu tư cũng như có một kế hoạch đầu tư hiệu quả hơn. Em lại đang thắng ITB, thành viên ITB Club, anh chị chưa người tư vấn, chưa người hỗ trợ hãy liên hệ em ha. ZL là 093 8855 291. Anh chị nào yêu mến mà mua theo em mà có một sự lợi nhuận thì đó, có thể ủng hộ cho em bằng cái số tài khoản phía trên chị ha, để động viên em mà cũng như là gửi cho em một cái tách cà phê, gọi là chia lọc cho của tư vấn chị. Hy vọng cái buổi chia sẻ này sẽ mở cho anh chị một cái điểm đầu tư mới cũng như một cái kế hoạch đầu tư mới trong giai đoạn hiện tại, và sẽ có một cái danh mục đầu tư thuận lợi trong cái những cái siêu sóng tiếp theo. Rồi hẹn gặp với anh chị vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày để cùng trao đổi chứng khoán và cùng giao lưu chứng khoán với em anh chị ha. Anh chị em nào chưa có người tư vấn thì hãy mở với ID của em là BXQ anh chị ha, BXQ hay là SI là 2554 Y55028 được đồng hành với em. Và bên cạnh đó anh chị nào đã có ID rồi, mở ID rồi có thể chuyển ID sang em, dạ, với tên là Châu Ngọc Thắng chị ha. Còn bên màn dưới màn hình, bên dưới màn hình là có cái logo quét mã vạch, anh chị có thể tham gia bằng cách quét mã QR code, rồi sau đó thì sẽ em sẽ hướng dẫn với anh chị đồng cách mở tài khoản. Hay anh chị nào mà chưa cách mở tài khoản muốn được em hỗ trợ tư vấn thì anh chị có thể gửi căn cước công dân chị ha, và em sẽ trực tiếp là người hỗ trợ cho anh chị mở tài khoản và cũng như là chia sẻ với chị cái cách đầu tư trong năm 2023 này nha anh chị ha. Cảm ơn quý anh chị nhiều, hy vọng sẽ được đón nhận những cái sự tích cực cũng như là sự quan tâm của anh chị, để cho chương trình của em có thể lan tỏa cũng như là hỗ trợ cho quý anh chị trong những ngày gọi là trước giờ giao dịch để biết thêm thông tin và cũng như có cổ phiếu để mình đầu tư anh chị ha. Rồi cảm ơn quý anh chị nhiều, bye bye quý anh chị.